Alo, các bạn thân. Bữa nay là sáng ngày thứ ba rồi, tụi mình chạy lên Stratocaster. Đây là cái vòi nước nó phun ô cha cho em Thúy nhà từ Thủy Vũ nha. Nói cho em nghe này, cái vòi này mẹ dùng tỷ phú của Mỹ dùng là dùng Bel Air Express nè. Ô, nó phun cái vòi nước mà nó còn mạnh hơn của chị bao nhiêu lần á. Đương ngồi đây, đương đi ngang đây nó phun cái ướt nhẹp rồi, cái mình cái em mày xịt mà tụi bay xịt trúng tôi rồi hả? Nhưng mà bên đó một vòi hả, bên đây một vòi nữa, nó không biết nó sụt chưa mà mạnh dữ lắm mấy bạn ơi. Bởi vậy đó, nó xịt như thế này đó là một tháng của nó đó, là không phải một tháng, nó một ngày chứ không phải một tháng. Nó xài của người ta là cả tỷ ga lông á, nước á, cho nên nó phạt tôi dữ lắm. Nhưng mà tụi này á, tụi dân mà chủ dầu quả, hãng dầu quả, tụi nó đâu có ngán gì ai đâu. À, nói với bạn nghe, lên công trường Stratocaster sau một tuần lễ là mình đi lang thang ở những cái công trình khác á. Ở đây thì tụi nó làm nó ủi đất banh đất nó cũng dữ lắm rồi với bạn. Bây giờ mình chỉ còn có một số ít cái cây đăng xanh xanh này nè. Hôm qua đó là mình lên trên nhà mình chơi với chị Hải đó, nguyên một ngày mình đi chơi cho chị đã rồi. Chị nói chứ bà ơi, bà ơi, lâu lâu bà cứ bỏ ông chồng bà nhà đây, bà lên nhà mi du du lên nhà mi du chơi chơi tí đi cho nó độc lập tự do thoải mái, chứ có ông cứ kèm kẹp tiết rồi chịu gì nổi. Đó, thấy mi chưa, thấy mi chưa. Nói bởi vậy, nhưng mà chị khác em khác, phải không? Chị rất là mạnh mẽ, còn em yếu xìu hùa, mà biết cái quyệt của em điểm một cái là mày hai tay em xù đơ luôn, là em đưa tay em đầu hàng luôn á. Bây giờ em chịu nhục rất dở chị Hải ơi. Đó là ngày hôm qua lên, ngày hôm qua là Lisa đi làm thì chị cũng cho cháu. Thực sự chị đâu có cần tiền để mà cháu đóng góp phụ gì chị, nhưng mà chị muốn cho ta tập cho cháu, dạy cho cháu một cái là độc lập á, independent á. Không có phải là tối ngày là cứ là mẹ mẹ theo để lo lắng này nọ. Chị cũng chuẩn bị chị đó, chị Hải chị rất là chu đáo mấy bạn. Một cái người mà làm về y, ngành y, thực hiện cái ngành y của Mỹ đó, phải nói là chị rất là tuyệt vời đó. Mình thì mình không biết, mình quên luôn, thì mình cũng bận rộn, và cái vụ tòa án đó, mình rầu lắm cho nên mình không có hỏi. Đúng là hỏi cần cả chị rủ, chị có rủ mình, chị có nói rồi là để đi, chị rủ mình đi Las Vegas chơi. Nhưng mà do là mình bận chứ lúc đó là mình chưa chưa có biết là mình phải đi thể hiện cái quyền công dân, là duty duty, là cái công việc làm, công việc mà mình bao nhiêu năm nay là mình đều bị từ chối, do là mình quá giỏi. Quá giỏi là để mình chăm sóc mẹ mình, để chăm sóc chị hai, là cho mình nghỉ đó. Nó cho mình nghỉ như vậy đó, nhưng không có đòi. Ở đây được một cái cây này nè, mình sẽ lượm cái bỏ cái bao này về để mình trồng đó. Đây là Nolan và Caesar đứng đứng đó đó. Ở đằng kia thì anh Lê ảnh đứng ảnh canh, ảnh coi thợ làm y bác sĩ rồi nọ đó. Anh đứng anh múa tay múa chân, múa cái mông, múa là múa cái tay cái chân múa được rồi, cái mông cũng múa luôn đó. Là tại vì tụi nó làm á, bạn biết là nó ở trong cái cây sắt này, trong khi bạn engineer đó, người kỹ sư đó, họ vẽ đó là 12 inch, là bạn phải khoan đúng 12 inch chứ bạn không có làm thiếu hơn được. Bây giờ người ta biết cái đất bao nhiêu, cái đó design bao nhiêu, nó chịu cái lực bao nhiêu, thấy không? Đó, đây là cái nền nhà của Stratocaster, nó ủi thấp xuống đó, là một cái tầng thấp xuống để nó làm cái basement dưới này mấy bạn, rồi nó sẽ lên hai ba tầng gì nữa đó. Đó là cái mặt đất đó, bình thường là nó ở trên cái gốc cây đó đó, mà nó thụt xuống đây là 4-5 thước rồi, 4-5 thước coi á. Đó, anh bằng đất ra ủi bằng rồi cái phải đem cái xe nặng tới, cái xe mũ lô đó để cán đi làm cái cầm bắt đó. Là đó, cái bữa đó là anh mướn cái xe đó thì anh không có chiếc đó, anh có hai chiếc này Aliaga nè, là cái họ của anh đó, Precise Demolition Aliaga đó, nhưng mà tên ảnh là tên Caesar đó. Cái tường đó là ảnh, mấy ảnh đã đi epoxy những cây sắt rồi, thì mấy ảnh sẽ một vài ngày nữa là mấy anh sẽ đặt sắt vào đó, thì là anh lên phải đây hàng ngày, thì là tụi mình cũng bận. Mà điểm danh lợi công trường này, nó cũng chỉ còn có cái cây thiên tuế đó đó thì nó cũng được, nhưng mà nó chở về nặng quá thì em không lấy cái dây đó. Anh Quảng Thành lúc trước có cho mình một cây rồi, mình sẽ ở nhà mình có một cây nữa, là hai cây mình trồng hai bên nhà đủ rồi, mình không có tham lam gì nhiều.
đó, một mớ cái cây tre trúc đây thì mình không lấy, nhưng mà ở đằng chỗ gốc cây Thiên Tuế trên đỉnh cao đó, nó có cái cây lồng đèn mà nó màu trắng thì mình sẽ lấy. Cái gì mình thích thì mình lấy, còn mình không thích thì mình không lấy. Lúc trước ở đây nó trống trơn ha, mà cái này là bây giờ tre trúc này thì mình cũng không có lấy làm chi, nó lên nó mọc cùng rồi nữa mất công phá đó. Nhưng mà mình lấy mấy cái cây nhỏ nhỏ thế này nè đó, mình không biết là bên ngoài nó còn bao nhiêu cây nữa để cho mình bứng. Thì ôi da, cái này đó là mấy ảnh phá những cái hàng rào này đó, là mấy anh móc lên nguyên một cái đống cây đó đó ha, anh móc nguyên một đống cây đó đó. Còn sắt thì thợ của anh Si già đó là có những cái máy skill saw này, cái máy sắt này nè, cái lưỡi cưa đó cũng mắc lắm nha mấy bạn, mấy chục cái á. Chị Hải có cho mình cái, nhưng mà nó không phải là cưa sắt thôi, nó chỉ là cái cưa cây bình thường thôi đó. Này là của nhà Jennifer, con chỉ tội nghiệp, chỉ có rồi, chỉ là hay cho mình cho này kia, máy móc cái gì cũng cho hết. Thì ở đây là cái loại cắt sắt nhỏ nè mấy bạn, cái máy này nè, cái máy này thì cắt sắt nhỏ thôi đó. Có một số cây đó là có một số cây ốc này nè cũng được. Mình thì mình không phải tôi lượm cái lon này để tôi làm gì, nhưng mà điều mình thì mình sẽ lấy cái thùng này, cái thùng nước của mấy anh bỏ đây nè, để mà mình đựng mấy cái cây nhánh, cây đủ quyên kia đó, mình cho nó có nước ở đây nó sẽ chắc chắn hơn là cái cây mình ương, cái nhánh cây mình ương mình đem về mấy bạn. Bữa mình cũng nói với mấy bạn rồi, mình sẽ trồng bứng một mớ bụi này nè, nhưng mà một tí nữa trước khi mình đi về thì mình xúc chừng 2-3 cái thôi, mình về mình trồng ra đó. Mấy cái cây này đó thì mình không có cần, tại vì ở nhà mình cũng có cái cây mẹ cao cao rồi đó, mình không có cần. Cái gì mình không cần thì mình không lấy đâu. Cây này trời có cây kéo rồi, mình sẽ cắt cây này thì nó không có cưa mấy bạn, do nó nằm ngay trên cái, nó nằm ngay trên cái con suối này nè. Ôi nó có mấy được cái chậu thùng đó đó, thì để coi mình từ từ đó mình sẽ tìm cách đó, mình nói với ảnh, mình năn nỉ, mình nói Ngọc Diệu cái ông đó, ông thần đó là ông dễ lấy lòng lắm mấy bạn ơi. Này sao nó ve đứt vô. Nãy giờ mình chạy qua chạy lại khúc này đó, mình đi qua đi bộ lại đó, cũng nửa tiếng đồng hồ mình đi, mình bứt cây ra, mình bẻ cái cây gì đủ quyên màu trắng này, mình thêm được một cái thùng nhánh này thôi, để có nước để cho nó vững nó lên, nó tươi nó lên, chứ mình không có để khô. Khô nó cũng lên đó mấy bạn, nhưng mà thôi để mình để đây chút xíu. Đấy, mình đi mình tìm cây mình bứng. Rồi, mình chui cái mình đi bắt đi vô làm việc bứng cây chút xíu nha mấy bạn nha. Ơi, ông Liên cứ đậu ngay giữa đường á, mình đứng làm việc á mà nó cứ biểu mình dời dời xe hoài, giết bực mình mà đừng cuốc ngon lành. Ơi, đây mệt quá thôi mình nghỉ mệt chút xíu. Rồi quay xe cho các bạn, ở đây nó chỉ còn có một ít xíu đó, rồi mình sẽ bứng luôn cái cây này nè. Cây hoa tím tím này nè, tím tím xanh xanh này nè. Mình bứng nó về, cái mới cây này nữa. Là xong cái của công trình Zalakota. Đây, ở bên đây đó là cái hàng rào đó, bông bướm ở bên kia đó là bên kia cái nhà trồng hàng rào bông nó rất là đẹp. Để quay sơ sơ cho mấy bạn cái cảnh mà những hàng xóm xung quanh của cái nhà này, người khách của mình nè đó. Cái mái nhà này nó móc rồi đó, là cái nhà bên này đó là nó cũng phải sửa lại thôi mấy bạn, không có xây lại. Cái nhà bên đây bằng ở ngoài nó dán cái lớp gạch đó, lẽ là lớp gạch đỏ nó lấy nó có vôi lên, nó có sơn lên nó màu trắng, nó coi nó không đẹp. Nhà này cũ kỹ rồi, nhà này nó cũng là 70-80 năm cũ rồi, nó sẽ sửa lại là nay mai thôi. Đó rồi thôi, mình xin dừng ở đây, hẹn lại gặp lại các bạn ở tiếp sau, và chúc các bạn ngày mới an lành và cuộc sống tốt đẹp hơn nha. Bye bye các bạn.